chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình Việt Nam Ngày Mới được phát sóng trực tiếp sáng mỗi ngày trên Quốc hội Việt Nam. Và trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, thứ bảy cuối tuần, ngày 18 tháng 6, thì Hoàng Nhân và Thanh Quỳnh sẽ đồng hành với quý vị. Thưa quý vị, hôm nay khoảng 107.000 học sinh tại Hà Nội sẽ bắt đầu ngày thi đầu tiên trong kỳ thi vào lớp 10. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 77.000 em sẽ được tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập, nên kỳ thi này được đánh giá còn căng thẳng hơn cả với kỳ thi đại học. Chúng tôi chúc cho các em sẽ thật bình tĩnh, tự tin và làm bài đạt kết quả cao. Còn bây giờ, mời quý vị sẽ theo dõi chương trình với các nội dung đáng chú ý sau đây. Lượng hành khách giảm, chi phí nhiên liệu tăng cao, nhiều đơn vị vận chuyển hành khách tại các bến xe ở thành phố Hồ Chí Minh than lỗ. Ở nhà thì hai chiếc, một chiếc chạy ngày, chiếc chạy đêm thì cũng dưới đi bên chạy thôi, mà đeo chạy thì cầm chừng thôi chứ bây giờ mình bỏ thì cũng được. Những ngày qua, khi mà giá xăng dầu biến động vì lượng hành khách đi ít, trong khi đó thì chi phí nhiên liệu tăng cao dẫn đến lợi nhuận thấp, có khi thua lỗ. Mỗi chuyến xuất bến chỉ mong là tiền bán vé đủ chi phí trả nhân công và xăng dầu, không có tiền khấu hao xe và trả lại ngân hàng. Ghi nhận tại các bến xe thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, lĩnh vực vận tải hành khách là một trong những nhóm ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi giá xăng dầu tăng cao. Chi phí tăng nhưng khách đi xe chỉ chiếm được khoảng 40%. Nhiều doanh nghiệp vận tải phải giữ khách bằng cách không tăng giá vé. Xe khách 46 chỗ chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Đắk Nông chuẩn bị đến giờ xuất bến, nhưng có chưa tới 50% hành khách trên xe. Từ khi giá xăng tăng cao, nhà xe phải chịu lỗ trung bình từ 1 đến 3 triệu đồng mỗi chuyến. Xe nhà thì hai chiếc, một chiếc chạy ngày, chiếc chạy đêm thì cũng dưới đi bên chạy thôi, mà đeo chạy thì cầm chân thôi chứ bây giờ mình bò thì cũng được. Nếu mà còn tăng nữa mà lượng khách nó ít thì phải nghỉ chứ làm sao mà chạy nổi. Dọc tuyến quốc lộ 13 hướng về thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm xe taxi, xe trung chuyển của một số doanh nghiệp vận tải cũng trong tình trạng nằm bãi hơn cả tháng qua. Bên cạnh chi phí xăng dầu chiếm hơn 30%, họ còn phải chi trả tiền lương tài xế, bến bãi, chi phí bảo trì đường bộ, phí đăng kiểm, phí bảo hiểm, kể cả lãi vay ngân hàng. Chúng tôi vẫn phải giữ nguyên giá thành, còn các xe dù bến cóc bên ngoài thì họ không tốn chi phí vận hành. Họ vẫn hoạt động được, họ chỉ tốn giá xăng dầu thôi, thì họ có thể hạ giá thành, giá vé của họ xuống. Thì chúng tôi đang phải cân nhắc và đắn đo rất là nhiều trong cái việc và vấn đề tăng giá. Yêu cầu của em thì không ảnh hưởng, nhưng mà đối với những công nhân khó khăn hơn thì chắc cũng sẽ ảnh hưởng nhiều. Thì suất giá xăng sẽ đi xuống và giá dầu rồi, thì cho những người mà muốn về quê thì sẽ đi được nhiều hơn. Nếu không giảm thì tình trạng xe khách sẽ ế ẩm kéo dài. Các doanh nghiệp vận tải đề nghị các cơ quan chức năng sớm tính toán giảm thuế phí để kiềm giá xăng dầu, hạn chế việc tăng giá đầu vào cho hàng hóa, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người dân. Chương trình sẽ tiếp tục với việc điểm qua một số những bài viết nổi bật được đăng trên các mặt báo số ra sáng nay. Thưa quý vị, theo bài viết được đăng tải trên báo VN Economy, thì Bộ Y tế đã chỉ ra nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng là thiếu thuốc, vật tư y tế hiện nay là do tâm lý lo ngại, sợ sai, sợ được thanh tra kiểm tra, do vậy không dám làm, không dám đấu thầu, mua sắm ở một số địa phương và các đơn vị. Cụ thể, qua phản ánh của báo cáo các đơn vị và địa phương thì hiện nay có tình trạng là thiếu thuốc, vật tư y tế nhiều nơi, chủ yếu là các loại thuốc, vật tư y tế thông dụng thuộc thẩm quyền mua sắm của các địa phương, đơn vị, gây ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trước thực tế trên, thì Bộ Y tế đã chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị phải có trách nhiệm thực hiện đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị theo thẩm quyền và theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo có đủ vật tư, y tế, trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, đồng thời phải có các biện pháp cụ thể giao cho thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng là thiếu thuốc, hóa chất và vật tư y tế phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh và phòng chống bệnh dịch cho nhân dân trên địa bàn. Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, phân công rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu của cơ quan, đơn vị, đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh bổ sung phù hợp là những yêu cầu trong kế hoạch số 167 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau hội nghị kiểm điểm năm 2021 thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Thông tin được đăng tải trên báo Hà Nội Mới, các cấp
các ngành của thành phố sẽ tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý đất đai, quản lý khai thác khoáng sản, tổ chức xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo đúng phương châm, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ hiệu quả. Nêu cao trách nhiệm của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp trong thực hiện các nội dung kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Đáng chú ý, thành phố sẽ tập trung xử lý vi phạm về đất đai, quản lý đất công, đất nông nghiệp công ích. Để làm tốt nhiệm vụ hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thanh tra, hậu kiểm các kết luận thanh tra trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp công ích và đất công trên địa bàn thành phố. Với ưu đãi thuế quan từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA mang lại, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đang có nhiều tiềm năng mở rộng tại thị trường EU. Theo thông tin được đăng tải trên báo Đại đoàn kết thì hệ thống tiêu chuẩn của EU luôn là số 1, nếu đáp ứng được thì sẽ có thể xuất khẩu đi khắp nơi trên thế giới. Chưa kể từ công nhân cho đến người quản lý cũng sẽ được học hỏi nhiều kinh nghiệm để nâng cao trình độ. EU hiện là một trong hai đối tác quan trọng nhất của Việt Nam về thương mại và đầu tư và cũng là một trong những thị trường chính của nông sản Việt Nam, đặc biệt là thủy sản và cà phê. Đồng thời, cũng ngày càng nhiều sản phẩm nông nghiệp EU đã được nhập khẩu vào thị trường trong nước. Giới chuyên gia nhận định, mặc dù EU là thị trường quan trọng và nhiều tiềm năng đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, nhưng cũng là thị trường đòi hỏi các yêu cầu khắt khe và có tập quán thương mại đặc thù. Các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định bắt buộc của thị trường cũng như đáp ứng các nhu cầu bổ sung. Cùng đó, thì doanh nghiệp phải dán nhãn với các thông tin chính xác và xây dựng thương hiệu, kể chuyện về sản phẩm đi kèm với việc nghiên cứu phát triển sản phẩm theo xu hướng tiêu dùng. Và thưa quý vị, chương trình sẽ tiếp tục với việc cập nhật điểm qua những thông tin liên quan hoạt động của Quốc hội và chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Kiều Trang. Xin mời biên tập viên Kiều Trang ạ. Vâng, xin chào hai MC Hoàng Nhân và Nga Quỳnh tại trường quay thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin tức Quốc hội trong chương trình Việt Nam ngày mới sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 đã bế mạc sau 19 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hoàn thành tốt đẹp nội dung và chương trình đề ra, được cử tri và nhân dân đánh giá cao. Diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị trên thế giới, làm phát sinh nhiều khó khăn. Kinh tế thì đối mặt với lạm phát và đà phục hồi chậm lại. Với trách nhiệm của mình, trong thời gian diễn ra kỳ họp, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, xem xét một khối lượng lớn công việc với sự đồng thuận, thống nhất rất cao, quyết định nhiều nội dung quan trọng, không chỉ cho riêng năm 2022 mà cho cả giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Hội trường Diên Hồng nhà Quốc hội. Với nghị quyết cuối cùng được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này, Quốc hội yêu cầu Chính phủ nghiên cứu tiếp thu ý kiến cử tri, nhân dân và đại biểu Quốc hội về môn học lịch sử là bắt buộc trong chương trình giáo dục cấp trung học phổ thông, yêu cầu bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá, đồng thời yêu cầu Chính phủ kiểm soát chặt chẽ lạm phát, bình ổn giá cả hàng hóa, nhất là giá xăng dầu. Có thể nói, trong 19 ngày qua, những vấn đề bức xúc từ chính cuộc sống thường ngày của người dân đã trở thành những thông tin nóng trong sinh hoạt nghị trường. Quốc hội thật là tiếp thu những ý kiến phản ánh người dân, tại vì những người đó, những ý kiến của người dân, những ý kiến đó rất xác đáng, rất là xác thực, phù hợp với tình hình thực tiễn, không thể một cá nhân hay tổ chức nào cưỡng lại ý kiến của đa số đại ý kiến của người dân. Chất lượng ở cấp thảo luận ở tổ cũng như hội trường tôi đều đánh giá cao, để thể hiện được cái trình độ, năng lực, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội vừa xuất phát điểm là đại biểu dân cử cấp quốc gia nhưng đồng thời cũng xuất phát điểm là đại biểu dân cử của địa phương để thể hiện luôn cả cái hai vai một cách trọn vẹn. Xuyên suốt trong những phiên thảo luận tại hội trường, có một vấn đề được đại biểu đề cập nhiều nhất, đó chính là vụ Việt Á gây chấn động xã hội, khiến 62 cán bộ công chức bị khởi tố hình sự. Hệ thống y tế đã trải qua những giờ phút không thể nào quên, những sai lầm đã phải trả giá đúng theo nguyên tắc công tội phân minh. Vấn đề đặt ra là sau cơn bão lớn, việc phục hồi và phát triển tốt hơn một ngành trụ cột trong an sinh xã hội sẽ diễn ra như thế nào? Phiên thảo luận về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí ngày 2 tháng 6. Việt Á làm thất thoát lãng phí một loại tài sản khác có giá trị quý giá hơn và quan trọng hơn, đó là lãng phí niềm tin của nhân dân. Họ trục lợi, họ xa xẹo, họ chấm bút, họ chia chác. Cơn bão Việt Á đã nổi. Vụ ký test của Việt Á, nếu như mà chúng ta thực hiện là cái dân chủ cơ sở, chúng ta công khai cái thông tin, chắc chắn là chúng ta sẽ không để cho các cái địa phương, các CDC, các tỉnh người ta sẽ phải mua với cái giá như là cái giá của Việt Á bán.
Qua cái vụ Việt Á thì thấy rằng là cần phải hoàn chỉnh hơn về pháp luật, tạo cái hành lang pháp lý hết sức rõ ràng. Và cái thứ hai nữa là phải dân chủ và công khai minh bạch thì sẽ tránh được những cái vụ việc như Việt Á và những cái vụ việc tương tự. Quốc hội đã thông qua các nghị quyết chủ trương đầu tư 5 dự án giao thông trọng điểm, tổng vốn đầu tư hơn 245.000 tỷ đồng. Đó là các dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, vành đai 4 vùng thủ đô, tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, Khánh Hòa Buôn Ma Thuột và Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Đây đều là những dự án có ý nghĩa cấp bách lan tỏa, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, các vùng và từng địa phương. Giờ đây là phần tổng hợp của chúng tôi về 5 dự án quan trọng này. Cụ thể, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đi qua các địa phương Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh với chiều dài 113 km, tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 86.000 tỷ đồng. Dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đi qua 4 địa phương gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai có chiều dài hơn 76 km, tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 75.000 tỷ đồng. Dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu có tổng chiều dài hơn 53 km, trong đó đoạn qua thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 34,2 km. Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 19,5 km, quy mô giai đoạn 1 dự kiến gồm 4 đến 6 làn xe, vận tốc 100 km một giờ. Tổng vốn đầu tư của giai đoạn 1 là 17.837 tỷ đồng theo hình thức đầu tư công. Tuyến cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột sẽ có chiều dài 117,5 km, sẽ được xây dựng quy mô là 4 làn xe. Trong giai đoạn phân kỳ, dự án sẽ đầu tư quy mô cao tốc 4 làn xe hạn chế, chiều rộng nền đường 17 m. Tổng vốn đầu tư sơ bộ của tuyến cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột dự kiến khoảng 21.935 tỷ đồng. Dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng có tổng chiều dài đoạn tuyến thuộc dự án là 188,2 km, tỉnh An Giang, thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng. Dự án được quy hoạch với quy mô 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, mặt cắt ngang 32,25 m. Trong giai đoạn 1, dự án sẽ xây dựng theo quy mô cao tốc 4 làn xe hạn chế, chiều rộng nền đường 17 m, vận tốc thiết kế 80 km một giờ. Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 1 khoảng 44.306 tỷ đồng. Thưa quý vị, hoạt động chất vấn là hình thức giám sát tối cao được tiến hành thường xuyên của Quốc hội. Chất vấn và trả lời chất vấn luôn là nội dung được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm tại mỗi kỳ họp. Tại kỳ họp lần này, các vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn vừa có tính thời sự cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài. Cử tri và nhân dân cũng đánh giá cao việc Quốc hội thông qua nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 3. Trong đó đã đưa ra nhiều giải pháp và yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành quyết liệt thực hiện những cam kết cụ thể trong từng lĩnh vực với thời hạn hoàn thành rõ ràng để tạo chuyển biến thực sự trong thời gian tới. Các đại biểu đã cho thấy sự nhiệt huyết, có trách nhiệm trong từng phát biểu. Bầu không khí tinh thần của các buổi chất vấn khá thẳng thắn, trực diện. Có những ý kiến bám đuổi sâu sát đến cùng. Khi trả lời chưa thỏa đáng, đại biểu tranh luận trở lại. Các bộ trưởng dù lần đầu đăng đàn hay đã có kinh nghiệm hoạt động nghị trường đều trả lời tự tin, cụ thể, không lảng tránh. Trách nhiệm của Quốc hội, trách nhiệm đại biểu Quốc hội là sẽ phải theo dõi cái đấy và cùng đồng hành với lại bộ trưởng hoặc là đồng hành Chính phủ để xử lý dứt điểm cái vấn đề mà cử tri đang mong mỏi. Lần này chúng tôi nhận thấy rằng là các vị tư lệnh ngành là nắm chắc cái công việc của mình và trả lời rất rõ từng cái nội dung công việc và cơ bản là chúng tôi thấy rằng là đại biểu Quốc hội cũng đã thỏa mãn được cái thông tin của mình. Bên cạnh các phiên chất vấn sôi nổi tại nghị trường, hoạt động giám sát của Quốc hội còn được thể hiện qua việc Quốc hội đã thực hiện giám sát tối cao về thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành và dành thời gian để nghe và thảo luận các báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đây là hai nội dung có tính chất phức tạp liên quan đến nhiều ngành lĩnh vực, tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Qua các phiên làm việc, bức tranh quy hoạch với những mảnh ghép còn thiếu dần hé lộ hay những khó khăn tồn tại trong việc thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí bước đầu được chỉ ra. Từ đó, những giải pháp đã được đưa ra kịp thời, quyết liệt để tháo gỡ. Có những cái ý kiến ngay từ cơ sở những cái nội dung rất đúng và rất trúng và đã thể hiện được cái sự mong mỏi của cử tri và nhân dân. Và qua đó thì cái hoạt động giám sát của Quốc hội cùng với một cái sự linh hoạt trong cái việc mà lựa chọn các nội dung cũng như là cái linh hoạt trong cái điều hành thì tôi thấy là Quốc hội khóa 15 đã có những cái thay đổi rất là tích cực và cái công tác giám sát trong thời gian tới tôi nghĩ rằng sẽ tiếp tục là sẽ đạt được cái chất lượng hiệu quả sẽ cao hơn. Những dự luật quan trọng đã được thông qua, những bài toán hóc búa trong phục hồi phát triển kinh tế xã hội đã được thảo luận đến cùng để tìm ra lời giải.
từ đó đưa ra những quyết sách đúng đắn và hợp lòng dân. Khó khăn thì vẫn còn ở phía trước, nhưng khi những người đại diện cho tiếng nói của cử tri quyết tâm đồng hành cùng chính phủ trong chặng đường tới, như lời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nói, nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025, tiếp tục đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững, đời sống người dân sẽ được nâng cao, niềm tin của nhân dân sẽ càng được củng cố vững chắc. Thưa quý vị, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đầu tư cho nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu là những chủ đề chính được đề cập tại buổi tiếp xúc của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam với cử tri huyện Đại Lộc. Việc kiên quyết xử lý tham nhũng trong lĩnh vực y tế liên quan đến công ty Việt Á tiếp tục được cử tri Quảng Nam đánh giá cao tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Nhiều cử tri mong muốn Đảng, Nhà nước, Quốc hội tiếp tục mở rộng phạm vi xử lý tham nhũng theo hướng trên nóng, dưới cũng phải nóng. Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Đại Lộc tiếp tục kiến nghị Trung ương, tỉnh Quảng Nam tiếp tục bố trí vốn để đầu tư một số tuyến đường, chấn chỉnh tình trạng khai thác cát, các xe vận chuyển cát quá tải, phá nát đường giao thông, nhằm kiến nghị về khắc phục tình trạng sạt lở các bờ sông, bờ biển. Bên cạnh đó, thì cử tri cũng mong muốn Trung ương sớm thực hiện các chủ trương hỗ trợ nông dân, bình ổn giá vật tư, phân bón, hỗ trợ thủy lợi hóa đất màu, tiếp tục nghiên cứu thực hiện chế độ chính sách cho người tham gia cách mạng, xét công nhận người có công đối với những người từng bị tù đày. Thông tin vừa rồi đã khép lại phần tin Quốc hội trong chương trình Việt Nam ngày 10 sáng nay. Còn bây giờ xin được quay trở lại trường quay tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn những thông tin từ biên tập viên Kiều Trang tại trường quay ở thủ đô Hà Nội vừa cập nhật với chúng ta. Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dân sinh đáng chú ý khác. Mời quý vị sẽ tiếp tục theo dõi. Ngày 17 tháng 6, Tổ chức Phi Chính phủ Quốc tế của Úc chuyên bảo tồn gấu Free the Beast tại Việt Nam phối hợp với Vườn Quốc gia Cát Tiên, Chi cục Kiểm lâm vùng 3 và Chi cục Kiểm lâm Bình Phước đã tổ chức tiếp nhận thành công một cá thể gấu chó được một cơ sở nuôi nhốt tư nhân tại xã Minh Long, huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước tự nguyện chuyển giao. Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể gấu chó được xác định là giống đực, nặng khoảng 40kg, sức khỏe bình thường. Để đảm bảo cá thể gấu chó được hoàn toàn khỏe mạnh, lực lượng chức năng đã quyết định không tiêm thuốc mê mà tìm cách kết nối hai chuồng, dẫn dụ gấu sang chuồng mới rồi vận chuyển về trung tâm cứu hộ gấu Free the Beast tại Vườn Quốc gia Cát Tiên. Sau khi về đến trung tâm cứu hộ, cá thể gấu này sẽ có thời gian chăm sóc cách ly, tổng quát, phục hồi bản năng hoang dã, tái thả vào khu bán hoang dã trước khi thả về tự nhiên. Với việc tự nguyện chuyển giao cá thể gấu chó này, tỉnh Bình Phước trở thành địa phương thứ 42 chính thức xóa bỏ hoạt động nuôi nhốt gấu tại Việt Nam. Tính tới thời điểm hiện tại, cả nước vẫn còn gần 300 cá thể gấu đang bị nuôi nhốt trong hơn 100 cơ sở tư nhân. Con số này đã giảm hơn 90% trong 17 năm qua. Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Festival Huế 2022 và thực hiện đề án Huế kỷ đô áo dài, vào ngày 17 tháng 6 vừa qua, thì tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã chính thức phát động tuần lễ áo dài Huế cộng đồng năm 2022. Tuần lễ áo dài Huế cộng đồng năm 2022 bắt đầu từ ngày 17 tháng 6 đến 23 tháng 6. Với nhiều hoạt động quảng diễn, diễu hành, trình diễn áo dài truyền thống và cả hiện đại của nam lẫn nữ giới, hoạt động cũng được tổ chức ở các điểm vệ tinh tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh nhằm quảng bá nét đẹp áo dài đến với công chúng. Ngay tại thành phố Huế, trong những ngày này, du khách và mọi người có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những phụ nữ đàn ông Huế với chiếc áo dài đặc trưng. Em là bên chỗ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã vận động tất cả các hội viên nếu có các cái phong trào gì và các cái hoạt động ở địa phương cũng như ở thành phố thì khi mình tham gia sẽ mặc chiếc áo dài, nó tượng trưng cho hình ảnh người phụ nữ và cái nét rất riêng đối với người phụ nữ Huế. Cái áo dài Huế trở thành một cái phong trào lan tỏa sâu rộng trong toàn bộ quần chúng nhân dân, trong cộng đồng. Và như thế thì chúng ta sẽ tạo thành một cái nền tảng rất tốt để chúng ta xây dựng thành công cái đề án Huế kinh đô áo dài. Thì chúng tôi quan điểm là cái đề án Huế kinh đô áo dài có thành công hay không là đều do cộng đồng, do nhân dân quyết định cả. Trước đó, đề án Huế kinh đô áo dài đã bước đầu tạo được dấu ấn tích cực khi từng bước kêu gọi nhiều thành phần trong xã hội mặc áo dài trong nhiều sự kiện đặc biệt. Thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục kêu gọi người dân cùng mặc áo dài trong các sinh hoạt đời thường để qua đó quảng bá du lịch và văn hóa Huế. Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp khó lường, tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm đạt được những kết quả tích cực, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, các ngành lĩnh vực chủ yếu đều tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ và các công trình cơ sở hạ tầng được triển khai đồng bộ với quyết tâm cao, lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát.
Theo đánh giá của Nikkei Nhật Bản về chỉ số phục hồi sau đại dịch COVID-19, Việt Nam tăng 48 bậc lên vị trí thứ 14 thế giới. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm dài hạn của Việt Nam lên mức BB+, triển vọng ổn định. Việt Nam có nhiều điểm thế mạnh để thu hút đầu tư nước ngoài. Có địa lý, chiến lược nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam Á là khu vực phát triển năng động nhất thế giới. Chính trị xã hội, kinh tế vĩ mô ổn định. Nền kinh tế luôn duy trì tốc độ tăng trưởng từ 6 đến 7% trong hai thập niên vừa qua. Từ Việt Nam, các nhà đầu tư có cơ hội tiếp cận với thị trường ASEAN với hơn 650 triệu dân. Để bắt kịp, tiến cùng và vượt lên trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Việt Nam xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là yếu tố tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế để đạt được mục tiêu trở thành một nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045. Để làm sao mà tạo được cái lợi thế cạnh tranh thì hầu hết các quốc gia đều mong muốn là phát triển xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo. Ví dụ như vậy thì Việt Nam chúng ta cũng mới bắt đầu việc này nhưng mà chúng ta cũng rất là thành công với cái việc như vậy. Thì khi mà chúng tôi xúc tiến các cái điều này thì ngay tại các khu nghiệp chúng tôi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Kể cả các trung tâm đổi mới sáng tạo ở tại các khu nghiệp cũng phải hoạt động mạnh để mà cung cấp cái cơ sở hạ tầng về dữ liệu, các cơ sở tầng về khoa học công nghệ, cơ sở tầng về Internet chẳng hạn thì phải đầy đủ, chu đáo. Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai một số hoạt động nhằm phát huy các lợi thế của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 trong tăng cường năng lực hợp tác quốc tế và huy động các nguồn lực phát triển đổi mới sáng tạo ở Việt Nam như các chương trình hỗ trợ tài chính, hỗ trợ các nguồn lực cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng, công bố các báo cáo, bộ chỉ số đổi mới sáng tạo. Tiếp tục có trong Việt Nam ngày mới, xin mời quý vị sẽ cùng cập nhật những thông tin về dự báo thời tiết. Xin chào buổi sáng chị Thu Hằng. Ngày hôm nay thì không biết là tình hình thời tiết ở cả ba miền đất nước sẽ có diễn biến như thế nào ạ? Liệu có thuận lợi cho những hoạt động vui chơi giải trí cuối tuần không ạ? Dạ vâng, xin được chào buổi sáng anh chị ạ. Đúng vào hai ngày cuối tuần thì nắng nóng sẽ gia tăng và bao trùm khắp khu vực miền Bắc và cả miền Trung anh chị ạ. Thưa quý vị, nếu như ngày hôm qua nắng nóng chỉ xuất hiện ở đồng bằng Bắc Bộ, thì sang hôm nay vùng nóng đã lan ra cả khu vực Trung Du và vùng núi Bắc Bộ. Nhiệt độ cụ thể thì sẽ dao động trong khoảng từ 37 độ tại thủ đô Hà Nội. Còn những nơi khác thì sẽ nắng nóng với ngưỡng nhiệt phổ biến trong khoảng từ 32 cho tới 33 độ. Chỉ một số nơi như là Điện Biên Phủ, Sơn La, Lạng Sơn thì sẽ có mức nhiệt độ thấp hơn ở mức từ 32 đến 33 độ. Còn một số nơi khác thì sẽ có nhiệt độ cao hơn, dao động trong khoảng từ 35 cho tới 36 độ. Ở khu vực miền Trung, các thành phố ven biển từ Thanh Hóa trở vào cho tới Tuy Hòa sẽ đều có ngưỡng nhiệt cao, dao động quanh mức nhiệt từ 36 cho tới 37 độ. Một số nơi ở vùng núi phía Tây do chịu hiệu ứng gió phơn mạnh hơn nên ngày hôm nay sẽ có điểm còn nắng nóng trên ngưỡng nhiệt 39 độ, trời nóng từ trưa cho tới chiều tối. Thời tiết nắng mạnh, nhiệt độ cao thì không phù hợp cho các hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời vì rất dễ khiến cho chúng ta say nắng hay cảm nắng. Quý vị có thể lựa chọn tới những khu vui chơi giải trí ở trong nhà, có mái che hay tới những rạp chiếu phim để có thể thư giãn vào hai ngày nghỉ cuối tuần. Nếu như phải ra ngoài trời thì quý vị nhớ là phải bôi kem chống nắng và đặc biệt là chuẩn bị đầy đủ các vật dụng che chắn nắng cẩn thận. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì trời cũng sẽ nắng nhiều từ sáng cho tới khoảng 15 giờ chiều. Nhiệt độ tại các thành phố của Tây Nguyên thì sẽ dao động trong khoảng từ 26 cho tới 31 độ. Trong khi đó thì các thành phố của Nam Bộ sẽ nóng hơn với mức nhiệt dao động quanh ngưỡng nhiệt từ 32 cho tới 35 độ. Chiều tối thì mưa dông sẽ xuất hiện ở cả hai khu vực này, cần đề phòng hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh đi kèm. Và vừa rồi là một số thông tin thời tiết đáng chú ý và tôi sẽ còn quay trở lại phần sau của bản tin với những thông tin thời tiết chi tiết hơn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ tiếp tục quay trở lại trường quay tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cảm ơn chị Thu Hằng và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở phần cuối chương trình để cùng lắng nghe thêm những thông tin dự báo thời tiết ở các vùng miền khác. Còn bây giờ mời quý vị sẽ tiếp tục chương trình Việt Nam Ngày Mới với phần tin quốc tế. Gần một tuần sau khi vòng 1 bầu cử Quốc hội Pháp kết thúc, các cuộc thăm dò trước vòng 2 diễn ra vào ngày 19 tháng 6 cho thấy tương quan lượng giữa các chính trị vẫn chưa có sự khác biệt. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành luật cải cách vận tải biển nhằm cải thiện việc giám sát hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.
Gần một tuần sau khi vòng thứ nhất bầu cử Quốc hội Pháp kết thúc, các cuộc thăm dò trước vòng 2 diễn ra vào ngày 19 tháng 6 cho thấy tương quan giữa các lực lượng chính trị chưa có khác biệt lớn. Theo kết quả các cuộc thăm dò cho thấy, cả hai lực lượng chính trị dẫn đầu tại vòng 1 là Liên minh Cánh tả Nhân dân Xã hội và Sinh thái Mới và Liên minh Trung sức ủng hộ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đều được dự báo khó có thể giành đa số ghế tại Quốc hội khóa tới và nhiều khả năng sẽ phải tìm kiếm thêm đối tác để chiếm ưu thế. Liên minh Trung sức ủng hộ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về đầu tại vòng 1, nhưng cách biệt với đối thủ chính là Liên minh Cánh tả Nhân dân Xã hội và Sinh thái Mới là không đáng kể. Các dự báo đều cho thấy liên minh của Tổng thống Emmanuel Macron sẽ chỉ giành được 260-290 ghế và nhiều khả năng sẽ phải lôi kéo một chính đảng lớn khác xây dựng liên minh đa số tại Quốc hội để thuận lợi cho việc tiến hành các cải cách lớn sắp tới. Trong khi đó, Liên minh Cánh tả Nhân dân Xã hội và Sinh thái Mới, dù tiếp tục nhận được sự ủng hộ ngày càng lớn từ cử tri Pháp, nhưng các nhận định lạc quan nhất đều cho rằng liên minh này sẽ khó có thể đạt được đa số ghế tại Quốc hội. Kịch bản về thời kỳ chung sống chính trị, tức là thủ tướng là người của phe đối lập như Liên minh Cánh tả mong muốn nhiều khả năng sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, trên cơ sở kết quả vòng 1, số ghế tại Quốc hội Pháp của Liên minh Cánh tả sẽ tăng đáng kể, gấp từ 3 đến 4 lần con số 60 ghế hiện nay và sẽ trở thành lực lượng đối lập chính tại Quốc hội Pháp khóa tới. Mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký kết ban hành luật cải cách vận tải biển nhằm cải thiện việc giám sát hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Việc ký ban hành luật cải cách vận tải biển được cho là sẽ góp phần giảm chi phí về vận tải đường biển và đồng thời kiềm chế lạm phát và giảm tình trạng ùn đọng hàng hóa xuất khẩu tại Mỹ. Luật mới sẽ tăng thẩm quyền điều tra của Ủy ban Hàng hải Liên bang Mỹ FMC, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát vận tải hàng hóa bằng đường biển và tăng tính minh bạch trong các hoạt động liên quan. Theo đó, thì FMC sẽ được phép mở rộng các cuộc điều tra về hoạt động kinh doanh của các hãng vận tải, áp dụng các biện pháp thi hành luật, yêu cầu các hãng vận tải biển báo cáo về tổng trọng tải hàng hóa xuất nhập khẩu mỗi quý, cấm các hãng vận tải từ chối tiếp nhận hàng xuất khẩu của Mỹ với lý do là không phù hợp. Ông Biden cho biết luật mới sẽ góp phần bắt đầu làm giảm hạ chi phí vận tải. Hội đồng Vận tải Thế giới cho biết việc làm của FMC để có thể thi hành luật trên theo cách là giảm thiểu sự gián đoạn cho chuỗi cung ứng. Trung Quốc đã hạ thủy hàng không mẫu hạm thứ 3 và đặt tên là Phúc Kiến, bên cạnh hai tàu sân bay hiện có là Liêu Ninh và Sơn Đông. Theo Tân Hoa Xã, sự chấp thuận của Quân ủy Trung ương, hàng không mẫu hạm thứ 3 của Trung Quốc được đặt tên là tàu sân bay Phúc Kiến với số hiệu thân tàu là 18. Tàu Phúc Kiến là hàng không mẫu hạm có máy phóng được phát triển hoàn chỉnh trong nước đầu tiên của Trung Quốc, được trang bị máy phóng điện từ và thiết bị hãm với lượng rẽ nước hơn 80.000 tấn. Sau khi hạ thủy, con tàu này sẽ tiến hành các cuộc thử nghiệm neo đậu và chạy thử trên biển theo kế hoạch. Sau khi Microsoft đặt dấu chấm hết cho trình duyệt Internet Explorer vào ngày 15 tháng 6 vừa qua, thì nhiều người dùng Internet trên thế giới cũng đã bày tỏ sự hoài niệm với trình duyệt này. Thậm chí thì một kỹ sư phần mềm tại Hàn Quốc đã lập mộ tưởng niệm Internet Explorer. Hình ảnh ngôi mộ của Internet Explorer đã nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, tạo nên một làn sóng trên cộng đồng mạng. Cụ thể, anh Dung đã xây dựng ngôi mộ với chữ E là biểu tượng của Internet Explorer cùng với dòng chữ "Cậu ta là một công cụ tốt để tải những trình duyệt khác". Là kỹ sư phần mềm và trình duyệt web, Dung nói rằng anh khổ sở khi thiết kế chương trình để tương thích với Internet Explorer. Anh cho biết những website mình thiết kế chạy ổn định ở các trình duyệt hiện nay như Safari hay Chrome, nhưng có thể gặp trục trặc khi mở bằng Internet Explorer, buộc Dung phải dành thêm nhiều giờ để sửa lỗi. Anh nói rằng mình vui mừng khôn xiết khi Internet Explorer ngừng hoạt động, song cũng không khỏi hoài niệm về thời hoàng kim của nó, một trong những lý do anh xây dựng ngôi mộ cho trình duyệt này. Dung cho biết sẽ để ngôi mộ của Internet Explorer trên sân thượng của quán cà phê do anh trai quản lý ở Gyeongju vô thời hạn. Thưa quý vị, những năm gần đây thì sân khấu âm nhạc Mây Lang Thang đã trở thành một điểm hẹn quen thuộc và yêu thích để những người yêu âm nhạc sẽ cùng nhau thưởng thức những buổi diễn trực tiếp của các ca sĩ trong không khí là trời mát lành của Đà Lạt. Sau thành công của Mây Lang Thang tại Đà Lạt thì nhiều mô hình và không gian âm nhạc tương tự cũng đã được mở ra thêm tại Đà Lạt cũng như là các địa phương khác trên cả nước. Và những người sáng lập Mây Lang Thang cũng đã có một bước đi mới, đó là đưa mây về phố. Mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu thêm về đời sống âm nhạc này với khách mời của Việt Nam Ngày Mới sáng nay. Đêm qua anh mơ bằng quê xưa bước anh trở về, đứng dưới bóng mát đến đón em khi tan trường. Một cuộc
tình mà mình dành riêng cho em, dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây. Biết yêu em thương em mong em trong trái tim, nhưng không thể nói lên anh yêu em. Người ghé ngang rồi biến tan, những đêm đông nghe chuyện xưa thấy nhớ. Ngày ấy ta như đứa trẻ thơ bơ ngơ. Phương Thảo mến chào quý vị khán giả của Việt Nam Ngày Mới. Quý vị thân mến, chúng ta vừa được theo dõi những hình ảnh từ những buổi diễn âm nhạc tại sân khấu Mây Lang Thang ở thành phố Đà Lạt. Thời gian vừa qua thì những câu như là đi mây nghe nhạc hay là đi Đà Lạt nghe nhạc ngắm hoàng hôn chắc là đã trở nên rất là quen thuộc. Và có thể nói là cho đến nay thì Mây Lang Thang đã trở thành một cái dấu ấn và cũng là một điểm hẹn cho những người vừa yêu Đà Lạt vừa thưởng thức âm nhạc. Và sau một thời gian thì Mây Lang Thang cũng đã có những cái bước chuyển mình để có thể là về với phố thị, để có thể là tiếp cận được nhiều hơn với các khán giả yêu âm nhạc. Và ngày hôm nay trong Việt Nam Ngày Mới thì Phương Thảo xin phép được có một cái buổi trò chuyện ngắn với anh Võ Hoàng Việt, là một trong những người cùng sáng lập nên Mây Lang Thang. Và xin chào anh Việt ạ. Hello Thảo, rất là vui được xuất hiện trong chương trình này. Vâng ạ, hôm nay thì coi như là Mây Lang Thang được 3 năm đúng không anh? Ừ. Cái hành trình 3 năm vừa qua của anh và mọi người như thế nào ạ? Rất là vui, tại vì anh nghĩ là nó đã không ít thì nhiều cũng đã làm được một số thứ cho cái nền nhạc nhẹ của Việt Nam, làm người ta tạm nói là làm sống lại cái chuyện mà ca sĩ hát live và khán giả chịu bỏ tiền để đi coi, thì đó là một trong những điều mà anh vui nhất. Em đồng ý ở cái chỗ mà anh vừa nói là làm sống lại á, đúng nghĩa là khi mà Mây Lang Thang bắt đầu và sau đó tạo thành một cái xu hướng luôn. Em thấy rất là nhiều những cái sân khấu tương tự mở ra. Anh thấy là rất là nhiều nơi cũng bắt đầu mở những cái mô hình như vậy, là khán giả nghe nhạc vào lúc hoàng hôn, các ca sĩ hát live với band. Đó thì nó tạo được một xu hướng mới cho tất cả mọi người, không chỉ ở Đà Lạt mà rất là nhiều tỉnh thành khác. Nhưng mà em được biết là hành trình của mình những cái số đầu tiên là cũng chịu lỗ, đúng không? Rồi, đúng rồi. Nhưng mà lúc mà mình bắt tay vào mình thực hiện và kể cả khi mà mình lên ý tưởng, mình có nghĩ rằng là nó sẽ thành công như thời điểm hiện tại không? Không, chắc chắn là không ai nghĩ tới chuyện đó hết trơn. Tại vì để mà thành một cái thành xu hướng, nó không có đơn giản là một mình có thể làm được. Anh nghĩ là như vậy. Cái chuyện mà rất là nhiều nơi họ cùng mở ra như vậy á, thứ nhất là giúp cho mình làm tốt hơn, thứ hai nữa là nó tạo cho cái thói quen đi coi nhạc cái giờ đó và với cái âm nhạc live á, nó thành một xu hướng. Khi mà có nhiều nơi tổ chức, có nhiều cung hơn thì sẽ có nhiều cầu hơn. Anh không có lấy đó làm áp lực, mà anh nghĩ đó là một cái động lực để mà nó làm cho Mây Lang Thang phát triển mạnh hơn nữa. Từ cung nhiều hơn thì cầu nhiều hơn, cầu nhiều rồi lại yêu cầu lại là cung phải tốt hơn. Đúng rồi. Thì khi đó là thị trường âm nhạc mình nó sẽ phát triển hơn. Đúng. Khi anh quất hung lối vào bóng đêm vì bàn chân. Nghe đến tận 15 bài của chị được biểu diễn thì thấy cảm thấy rất là tuyệt vời. Hôm nay thật là một buổi nghe nhạc rất là wow. Ngay trung tâm, một cái địa điểm rất là đẹp. Nó có một cái gì đó nó vừa gần gũi vừa thân thiện nhưng lại vẫn rất là mơ mộng và lãng mạn. Với một cái sân khấu gọi là hoành tráng như thế này, thật ra là cái cảm giác nó rất là khác khi ở để nghe phòng trà. Mình đến mình chắc sẽ mệt mỏi lắm nhưng mà không. Bây giờ vẫn còn rất là tươi và rất là sung, mà chỉ tiếc là tại sao có mười mấy cái bài thôi. Tuổi nó vừa thoáng mùa nắng gầy và rất là mong Mây Lang Thang sẽ trở thành một chuỗi những cái sự kiện, những cái sân khấu để đem lại nhiều những cái nơi mà anh chị em nghệ sĩ tụi mình có thể tụ hội, có thể gặp gỡ được gần hơn đối với khán giả. Về phố nghe rất là nên thơ, đúng không? Đúng rồi. Lúc mà em vừa nghe cái cụm đó thôi là em cảm thấy là wow,
rất là thú vị. Thì xuất phát điểm từ đâu mà mình lại nghĩ đến cái việc là đưa mây về phố ạ? Anh nghĩ là có hai cái. Thứ nhất là nãy em nói cầu nhiều thì cung phải tốt hơn. Thì bản thân tụi anh là trước giờ làm nhạc là kiểu mà chill ở Đà Lạt á, thì những cái yêu cầu về mặt dàn dựng nó sẽ ít. Đa số là tập trung vô ca sĩ và ban nhạc. Nhưng mà khi mà em đi về tới Sài Gòn là một thị trường rất cạnh tranh. Rất là nhiều người hỏi anh tại sao không có tổ chức cái này ở ngoài hoàng hôn buổi chiều ở Sài Gòn. Anh nói bây giờ hãy ở sống thử Sài Gòn để biết được là chiều hoàng hôn mọi người đang làm cái gì. Đang rất kẹt xe, đang rất khó chịu, đang rất nóng. Nhưng mà mình vẫn giữ đúng cái chân giá trị của mình là âm nhạc thật thụ, là live band cùng với là ca sĩ thật lực. Mà trước về Sài Gòn sẽ là phòng trà, là sân khấu. Còn một cái nơi để mà thật sự tôn vinh những cái chân dung âm nhạc đó, đặt để cho một cái không gian vừa phải mà chỉ những người thật sự là người ta rất là chọn lọc, người ta thích đúng cái thể loại nhạc đó, đúng ca sĩ đó. Anh chọn cái chỗ này nó giống như anh tạm gọi nó là một nhà hát phòng trà, đúng không? Nó đẹp như một cái nhà hát nhưng mà nó lại gần gũi như một cái phòng trà. Dạ, và đó. Chất lượng như một cái nhà hát đấy chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Chất lượng như cái live show luôn á, tại vì nếu mà em có hoặc là khán giả có coi thì sẽ thấy là tụi anh đầu tư rất là chỉnh chu cho mặt âm nhạc. Vậy là mình có Đà Lạt rồi, mình có Thành phố Hồ Chí Minh rồi. Thì sắp tới anh dự định là anh sẽ mang mây đi đâu nữa ạ? Thật ra từ cái tên Mây Lang Thang thì nó rất là dễ để mà tụi anh mang cái concept này nó lang thang đi khắp nơi. Thì tụi anh đang có những dự định mở một vài nơi khác. Cái đầu tiên nhất tụi anh sẽ làm là ở Huế với Đà Nẵng. Huế là ngày 25 này, tụi anh 25 tháng 6 tụi anh sẽ khai trương. Còn Đà Nẵng sẽ là ngày 3 tháng 7. Đó thì anh rất là vui cái tín hiệu là vừa mới thông báo mở ở Huế, Đà Nẵng. Thì Huế là em biết là sold out trong vòng 4 tiếng, hết sạch vé luôn. Đó mà phải mở thêm một đêm nữa. Thì anh thấy được tình yêu của mọi người dành cho Mây. Anh nghĩ là lần đầu tiên là có một cái sân khấu mà đi mà mọi người ủng hộ thay vì là nghệ sĩ. Thực ra thì Phương Thảo nghĩ là cái gì nó cũng có nguyên nhân của nó cả. Mọi người đi xem những cái đêm nhạc của Mây thì thấy lúc nào cũng có anh Việt xuất hiện nè, và những người cộng sự của mình. Nghĩa là mình không có bỏ rơi nó một ngày nào, kể cả là bây giờ nó cũng đã được 3-4 tuổi rồi. Có nghĩa là không còn bế bồng ở trên tay nữa, và mình chắc chắn là sẽ nuôi dưỡng nó. Đúng. Chắc là đến ít nhất cũng phải đến 18 tuổi. Đúng rồi, tới dạ. Khi nào mà nó vẫn còn lang thang được. Anh, nhưng mà hồi nãy anh có nói là anh là tay ngang đi vào cái nghề này. Mình đi một cái con đường đang thẳng rồi mình bẻ cua như vậy thì mình thấy sao? Thú vị không? Thật ra anh là nghề, anh chính anh là nghề marketing cho brand tiếp thị hơn 15 năm. Nó xuất phát đầu tiên là từ tình yêu cho Đà Lạt. Em biết có những bạn giống anh là có thể đi hàng tuần nào cũng đi hết. Đà Lạt đẹp, Đà Lạt nhiều thứ, nhưng mà tới một thứ là không biết làm gì tiếp theo cho cái ngày thứ hai ở Đà Lạt. Bạn anh nó y chang anh vậy nè, là cứ chơi tới tự nhiên tới chiều cũng nhật là muốn đi về luôn, tại không biết làm gì tiếp theo hết. Từ đó nó thôi thúc anh làm cái gì đó đặc biệt, nó lạ hơn cho Đà Lạt đó. Thì làm thử, nhưng mà chắc cái gì nó cũng cần có cái sự thử và kiên trì. Tại nếu mà em đó em cứ tưởng tượng em lỗ một show là hơi mệt, show hai là cũng mệt rồi, lỗ ba là thấy nản rồi, nhưng mà nó phải qua được cái ngưỡng của nó thì nó anh sẽ là lỗ mấy show? 4 show, lỗ 4 show tới show thứ 5 là ok. Thật ra em nghĩ là sẽ có rất là nhiều bạn trẻ giống với anh. Có nghĩa là mình có những điều mình rất thích, nhưng cái con đường mình đi nó hơi khác với cái điều thích đó. Và họ cũng muốn được thử sức mình với những cái thử thách mới, với cái niềm yêu thích đó của mình. Anh là một người đã trải qua rồi và cũng đã có thành công. Thì bây giờ nếu như mà nói một cái điều gì đó, một cái thông điệp gọi là truyền cảm hứng đi với các bạn trẻ, thì anh sẽ nói điều gì ngay lúc này ạ? Nói truyền cảm hứng hơi quá, nhưng mà anh nghĩ là cái quan trọng nhất như là anh nói là từ tình yêu đã. Anh yêu Đà Lạt và anh yêu âm nhạc, nó thôi thúc anh làm một cái chuyện gì đó để mà đặt để hai cái nó lại với nhau. Thì anh nghĩ là những cái bạn trẻ mà đang muốn làm một cái gì đó, quan trọng là bạn phải thật sự yêu nó, và nó có sự thôi thúc trong lòng, bạn thật sự muốn làm nó. Thì khi bạn làm á nha, anh nghĩ giống như người ta hay nói startup là chỉ có 1% thành công, còn 99% fail hết. Mình phải thử, mình yêu xong mình thử và mình tự điều chỉnh chứ. Chứ mình thử chứ mình đâu có lì mà mình ví dụ như làm sai mà mình cứ làm hoài được, đúng không? Mình thử mình phải điều chỉnh. Kiên trì nữa chứ, đúng không? Mình phải kiên trì. Đó thì yêu, thử và kiên trì là ba cái chữ mà anh nghĩ rất là phù hợp với các bạn trẻ mà đang có một cái thôi thúc gì đó muốn làm. Rất là cảm ơn anh Việt và cảm ơn những người cộng sự của anh, những người đồng sáng lập ra Mây Lang Thang. Dạ, mong là Mây sẽ lang thang được đến nhiều nơi. Và chúc anh và các cộng sự cũng nhiều sức khỏe nữa. Cảm ơn anh đã cùng đến với khán giả của Việt Nam Ngày Mới sáng nay. Ok, cảm ơn Thảo và cảm ơn Việt Nam Ngày Mới đã cho anh có thời gian để chia sẻ với tất cả mọi người. Và thưa quý vị, đến đây thì Phương Thảo cùng với anh Võ Hoàng Việt cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin chào tạm biệt ạ.
Thưa quý vị, ở phần cuối của chương trình xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ lại biên tập viên Thu Hằng tại trường quay ở thủ đô Hà Nội để cập nhật những thông tin về dự báo thời tiết. Trước đó, ở phần đầu thì chị Thu Hằng có cập nhật và chia sẻ với chúng ta rằng cả ba miền của đất nước đều diễn ra tình trạng nắng nóng, thậm chí ở tại miền Trung còn có điểm nắng nóng gay gắt. Vậy đợt nóng này ở miền Bắc và miền Trung thì sẽ kéo dài đến bao giờ thưa chị Thu Hằng? Dạ vâng, thưa anh chị, là do hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên là đợt nắng nóng này đang ngày càng mở rộng phạm vi ở cả miền Bắc và miền Trung và dự báo là sẽ còn kéo dài đến hết cuối tuần này anh chị ạ. Thưa quý vị, trước hết là khu vực Bắc Bộ dự báo là nắng nóng sẽ kéo dài đến thứ hai của tuần sau, trong đó nóng nhất sẽ là vào ngày hôm nay và ngày mai. Và cũng trong ngày hôm nay thì nắng nóng sẽ mở rộng nhiều hơn. Nhiều tỉnh thành từ đồng bằng cho tới vùng núi thì sẽ có mức nhiệt cao, dao động trong khoảng từ 35 cho tới 37 độ, có nơi còn trên cả ngưỡng nhiệt 37 độ. Ở miền Trung thì nắng nóng lại dai dẳng hơn, chưa có dấu hiệu kết thúc. Vùng nóng thì vẫn trải rộng khắp từ Thanh Hóa trở vào cho tới Phú Yên, nhưng mà cường độ thì sẽ gia tăng. Dự báo là mức nhiệt cao nhất thì sẽ dao động trong khoảng từ 35 cho tới 38 độ. Một số nơi như là Đô Lương, Con Cuông, Tương Dương, Nghệ An sẽ cao trên mức nhiệt là 39 độ. Và thời gian có mức nhiệt trên 35 độ cũng sẽ kéo dài hơn từ 12 giờ cho tới 17 giờ. Khu vực Tây Nguyên ngày hôm nay dự báo có Pleiku, Buôn Ma Thuật sẽ nắng cả ngày, còn tại Kon Tum và Đà Lạt thì sẽ có mưa vào chiều tối. Nhiệt độ cao nhất thì sẽ phổ biến trong khoảng từ 26 cho tới 31 độ. Còn tại Nam Bộ thì sẽ có trạng thái tương tự, trời nắng từ sáng đến khoảng 15 giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và những nơi khác thì sẽ dao động trong khoảng từ 32 cho tới 35 độ. Chiều tối thì sẽ có mưa rông, cục bộ có điểm mưa lượng khá, kèm theo nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Chuyển sang thông tin thời tiết biển. Trên biển ngoài khơi huyện đảo Trường Sa cảnh báo là sẽ có mưa rông, tiềm ẩn nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh. Trái lại thì tại huyện đảo Hoàng Sa ngày mai trời sẽ nắng với gió từ cấp 4 đến cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km. Và vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý mà tôi muốn gửi tới quý vị khán giả trong ngày hôm nay. Chúc quý vị sẽ có một cuối tuần thật vui vẻ bên người thân và gia đình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ tiếp tục quay trở lại trường quay tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin được cảm ơn chị Thu Hằng với những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi. Và chúng ta cũng có thể chú ý một lần nữa là khu vực Bắc Bộ và đặc biệt là miền Trung sẽ có cái điều kiện thời tiết là nắng nóng. Ở Bắc Bộ thì có thể đợt nắng nóng được kết thúc vào thứ hai tuần tới, nhưng mà riêng miền Trung thì cũng sẽ có tình trạng là nắng nóng kéo dài, và đặc biệt là trời tầm về trưa cũng như đầu giờ chiều thì nắng nóng gay gắt, nhiệt độ rất là cao. Vì thế quý vị có cái điều kiện làm việc thường xuyên ngoài trời nắng nóng, hay quý vị có những kế hoạch liên quan đến du lịch hay đi chơi, đặc biệt lúc này chúng ta cũng có đề cập đến một sự kiện văn hóa lớn của miền Trung, đó là Festival Huế, đúng không ạ? Dạ, vâng. Tuần lễ áo dài thì cũng mong quý vị cũng sẽ bố trí cho mình cái thời điểm vui chơi trong ngày thật là phù hợp. Và đặc biệt nữa là nếu bắt buộc mình phải diện áo dài, mình đi tham quan những địa điểm nổi tiếng của Huế thì đừng quên trang bị cho mình những cái phương tiện bảo hộ như là khẩu trang, đặc biệt là những chiếc dù, đúng không ạ? Để chúng ta có thể là vừa thăm thú, vừa dạo mát mà vừa có thể là tránh được những cái nắng nóng. Còn riêng miền Nam sẽ được nhắc lại rằng có khu vực là miền Nam, một số nơi ở Tây Nguyên nữa thì có thể có tình trạng là mưa rải rác về khu vực này ở thời điểm là buổi chiều. Quý vị nên lưu ý để chúng ta có thể chủ động hơn trong quá trình lưu thông của mình, đặc biệt trong giờ tan tầm và giờ cao điểm. Và thưa quý vị, những thông tin chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Việt Nam ngày mới hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi xin chào và sẽ hẹn gặp lại quý vị vào 6 giờ sáng mai cũng trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.